Ủy ban Nhân dân huyện Long Thành vừa mới tổ chức hội nghị tập huấn pháp luật về phòng chống ma túy năm 2019 cho các cán bộ làm công tác tuyên truyền, lực lượng công an ở 15 xã thị trấn. Tham gia lớp tập huấn, các học viên sẽ được tìm hiểu về luật phòng chống ma túy, công tác đấu tranh với các loại tội phạm ma túy, chiến lược phòng chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.